Ba Rùa xin chào các bạn. Mời các bạn theo Ba Rùa cùng anh em ở cái này là xã An Ninh Đông, huyện Tuy An của tỉnh Phú Yên. Mấy anh em sẽ đi săn bắt dưới biển nha bạn, sẽ đi lặn biển luôn. Mời bạn đi theo mấy anh em coi hành trình này mình sẽ được săn bắt những gì cùng anh em nha các bạn. Mấy bạn nhìn ra phía sau thì mấy chị mấy dì đang mừng cá hải sản của đặc sản của Phú Yên nè. Đây. Quy mua tôm hùm không? Dạ. Tôm hùm dắt mốt rồi còn có dịp có lễ lộc vợ chồng á, tám chứ gì á, con nhà mua giùm. Mấy dì mấy chị ở đây cũng rất là hiếu khách các bạn. Chưa về nhưng mà mấy chị nó có dịp ra chơi nữa. Đây là con cá lị hay gọi là trình biển nha các bạn. Như lời chị gái nói thì ăn cá này được bà xã chạy vòng vòng á. Cá này mốt về bếp củi quê hương làm món nha các bạn chờ xem. Quen lượt ở nhà trước rồi ra săn bắt nha các bạn. Nè mấy bạn coi cái con đó. Ốc biển ở đây nhỏ lắm mấy bạn con này cứ cân ra chắc bằng 1.000 con ốc bu cộng lại á. Ốc biển nó nhỏ lắm. Này nhìn cũng kiếp không. Nè chị hai cho bạn coi cái cục thịt nó chà bá lửa luôn nè. Ăn ốc này tráng dương bổ thận nha các bạn. Đặc sản của Yên luôn. Đây ốc bẻm nè. Đây. Cái gì mình nghe ốc lông rồi ốc gì, ốc đỏ, ốc đủ loại ốc luôn. Còn nếu mà cá mú ở đây ăn là sang hơn người, mấy bạn thấy nè. Còn đây còn như mấy cái con gì ở trong miền Tây, cái con gì, con lươn không? Giống lươn á, cũng loại trình biển luôn bạn. Cái cá này là để cắt ra cho cá mú ăn. Còn ở đây anh em mình cũng có nuôi tôm hùm nữa. Tôm hùm thì cho ăn giáp xác, ví dụ như mấy con cua này nè. Cua tôm nhỏ cắt ra cho tôm hùm, còn cá này cắt ra cho cá mú ăn. Đây. Cắt nhỏ gì là cho cá nhỏ, cắt lớn cho cá lớn, không có thể xay ra nha các bạn, không có xay ra kiểu như cho cá trê ăn đâu. Đây là tôm giáp xác. Đây nè, cái này cho tôm hùm ăn nè. Banh ra cho các bạn coi nè. Trời đất ơi, cua này à, đó, cua này là để cho tôm hùm ăn. Mấy anh em mình đang đi xuống cái bến tàu sẽ chạy ra gần đảo luôn các bạn. Hôm nay đi làm vượt biên, làm hải tặc, săn bắt hái lộm các kiểu nha các bạn. Như bạn thấy thì anh em sẽ xuống một cái mũng, ở đây gọi là thúng, thuyền thúng các bạn. Lắc đi ra quầy tàu quầy kia rồi chạy ra biển. Quá chừng cá đối hay cá gì, quá chừng luôn kìa. Ở đây cá khủng khiếp lắm. Đi mấy cái bè hả, câu cá khủng khiếp lắm, nhiều cá lắm. Mình chỉ biết câu cá nhỏ thôi nhưng mà nhiều, số lượng nhiều. Nhìn như vậy chứ không phải vậy, ùm cái là xong luôn. Vậy mà đem điện thoại theo không biết chi vậy. Là định vị hả? Anh biết đâu. Ra quải đây đi chút chỗ. Trời ăn biết đường vô, nó trôi vô. Định vị trôi vô. Anh coi không có không biết bơi nữa. Không biết bơi, vậy đi. Nói thẳng vậy. Lặn thì giỏi nhưng mà bơi dở. Trời thôi. Khúc này tập trung. Đó. Hèn gì nó không thích đi học rồi vậy đó. Ngọc Thông. Đây là bạn Ngọc Thông nha các bạn. Bạn Ngọc Thông năm nay con học lớp mấy? Lớp 9. Học lớp 2. Vậy bằng bé Mi, bé Na con của bác rồi. Ngọc Thông học thì chưa có giỏi nhưng mà nghề biển thì rất là giỏi nha các bạn. Vẽ lưới, vẽ thuyền, làm thuyền đồ là rất là giỏi. Ba nó lắc kìa nè, nó đu nó bơi. Rồi ra tàu. Tàu này tàu của nhà. Để đi đánh bắt giả cào. Ngay không có đúng nước, chứ đúng nước là được theo anh em giả cào. Mình hẹn với anh em lần sau các bạn. Còn lần này chỉ đi săn bắt gần đảo thôi.
Trúc mình xin mình là lái tạo đoạn luôn nha các bạn. Mình cũng đang học lái đây, chuẩn bị lấy bằng. Mời các bạn chờ đón những cái clip sau của Huy sẽ đặc sắc hơn nhiều nha các bạn. Mình có lý do hết á, lý do mà xin mình đi tàu, đi ghe, đi biển, học hỏi anh em cách lái tàu, lái ghe như thế nào luôn. Muốn mình sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị. Mời các bạn chờ đón xem. Chuẩn bị tiến ra biển lớn săn bắt đây. Cái clip
đi đó đằng trước rồi mấy bạn coi lại nha. Phía trong kia là Vịnh Xuân Đài nha bạn, Vịnh Xuân Đài. Mấy anh em mình có cái trải nghiệm hoang dã trong đó đó. Một ngày một đêm cắt chòi rồi mò ốc rồi nấu ăn nhân chả trên bãi luôn. May mắn là Huy cũng từng làm thủy thủ qua năm trên tàu Viễn Dương các bạn. Nên đi biển thì ok, không có bị say sóng. Thường mấy người say sóng á, người ta sẽ ngồi cuối thuyền hoặc là ở giữa cho đỡ rung lắc. Còn hãy đứng trên mũi á, dễ mệt lắm. Dễ cho cá, cho không phải cho chó ăn chè nữa mà cho cá ăn chè. Thường mấy bạn nghe người dân đi biển hay nói á, ăn đằng sóng nói đằng gió là gì nè, tại người mấy người ngư dân đi biển người ta ăn nói rất là hào sản, nói rất là lớn tiếng. Tại ra biển làm vừa máy tàu chạy vừa sóng vừa gió nên phải nói chuyện lớn đi quen, nói nhỏ đâu ai nghe các bạn. Mấy tàu kia là giã cào vào buổi sáng bạn, đánh bắt buổi sáng. Đa số tàu ở đây là đánh bắt vào buổi tối thôi, thì cái trữ lượng vào buổi tối đánh bắt thì được nhiều hơn. Cái tàu của anh em mình chuẩn bị thả neo ở khu vực này nè các bạn. Phía bên kia mấy bạn thấy một số thúng với bà con cũng lặn đánh bắt gì ở phía dưới đó. Ở nước ở đây rất là trong bạn, cực kỳ trong luôn. Nhìn thúi xuống dưới đáy thấy luôn các bạn. Rồi, thả neo và săn bắt nha bạn ơi. Có sứa hả con? Thank you.
đứng nè. Ra tại đây anh. Con cò điếu à. Anh kêu em cò điếu à, có con nhum ở trên đó luôn. We'll be right back.
Nhâm à? Dạ. Lăn mắng cá ở đâu à, tính? Mắng phía bên kia. À. Lặn sâu á hả?
Tuyệt vời. Thank you.
Dơ cá lên cào đi. Dơ đúng rồi, ok. Cảm ơn em. Tuyệt vời. Vài cái bánh nước à. Câu à, em thả lưới vậy rồi hả? Thả nào quýnh lưới rút vậy á. Hồi nãy em thấy em không có cái chút ở đây mất hả? À. Thank you.
hỡi khỏi lấy.